Chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Um, hôm nay Jason sẽ tóm tắt sơ sơ về tình hình thị trường cho các bạn biết. Um, hôm nay market đã lên xanh lại khá là tốt sau khi có những tin tức khả quan về chuyện tài chính của các nhà băng đang dần dần được ổn định. Uh, cùng lúc về việc uh, chiến tranh ở Ukraine đang xảy ra thì Poland uh, đã lên tiếng rằng họ có khả năng sẽ tham gia cuộc chiến với Ukraine nhằm giúp cho Ukraine Uh, dành lại độc lập và để làm ổn định tại khu vực và nước nga lên tiếng rằng nếu như điều này xảy ra thì đây là trong ngồi cho việc chiến tranh thế giới thứ ba nếu như chiến tranh thế giới thứ ba mà xảy ra thì điều này không có lợi cho thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế nói chung nhưng mà điều này mình sẽ không hề biết được tại vì có những chuyện mình không thể nào uh, khống chế được không thể nào kiểm soát được trong tầm tay thì chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến ngoài ra thì uh, ngày mai và ngày mốt là thứ ba và thứ tư thì sẽ có hai ngày meeting của fed À, hy vọng lần này Fed sẽ dơ cao đánh khẽ, sẽ tăng lãi suất chỉ có 0.25% theo như các nhà đầu tư đã dự đoán. Và nếu như điều này xảy ra thì nó cũng sẽ giúp cho thị trường chứng khoán dần ổn định lại hoặc là có thể đi lên uh, thêm một chút nữa. Chứ nếu như mà Fed nâng lên hơn cái 0.25 hoặc là cao hơn thì đây sẽ là điều bất lợi đối với thị trường chứng khoán. Thì đó là những tin tức sơ bộ nhưng mà quan trọng uh, cho thị trường tuần này. Và Jason muốn cho các bạn biết rằng, uh, một số người đã hỏi Jason rằng uh, có cần thiết phải sell call hay không? Sell call là nếu như các bạn đã học thì các bạn đã biết Thì các bạn có trong tay ít nhất là 100 share của một công ty nào đó Các bạn có thể dùng 100 share đó để có thể cho người ta mướn là Các bạn có thể dùng hình thức sell call lấy về cái tiền premium mỗi tuần mỗi tháng Hay là tùy theo cái thời hạn các bạn chọn Thì người ta hỏi sinh rằng à, Mình có cần phải làm sell call hay không? Tại vì khi các bạn sell call mà à, Nếu như cổ phiếu nó tăng vượt quá cái strike mà các bạn chọn để sell call Thì các bạn sẽ mất đi cái share ở cái giá thấp À, hơn là cái giá hiện tại của cổ phiếu lúc đó thì có nhiều người sẽ nuối tiếc, người ta sẽ tiếc rằng à, ước gì người ta đừng có sell call thì bây giờ người ta lại lời hơn nữa. Mặc dù người ta cũng chẳng hề lỗ một chút nào cả. Thì Jason sẽ chia sẻ câu trả lời cho các bạn. À, khi mà mình mua một cổ phiếu nào đó mà mình quyết định sell call thì có nghĩa là mình đang mua bảo hiểm cho cái cổ phiếu của mình. Tại vì chẳng may nếu như cổ phiếu đi xuống thì lúc này các bạn không có lời một đồng nào cả, nhưng khi các bạn sell call là các bạn lấy về một chút tiền premium. Và nếu như chẳng may cổ phiếu mà nó đi lên nhiều quá thì lúc này các bạn cũng chẳng có gì mất cả. Các bạn vẫn lời được từ cái xe tại vì khi các bạn sell co là các bạn phải sell co hơn cái giá stock của các bạn mua. Thì lúc này các bạn có thể lời không nhiều bằng cái giá hiện tại của stock nếu nó vượt lên quá nhiều. Nhưng mà các bạn vẫn thắng được cái tiền premium thì đường nào các bạn vẫn thắng. Thì các bạn cứ coi như là mình không có thắng nhiều như là những người khác mà thôi. Ít ra các bạn sẽ không bao giờ thua lỗ khi các bạn sell co. Thì cái điểm lợi của việc sell co là các bạn chẳng có gì thua lỗ cả. Vì các bạn không sell co các bạn cũng chẳng có lời khi xe mà nó đi xuống. Bây giờ các bạn có được cái lựa chọn sell kho là các bạn có thêm một chút tiền extra thì như mình đã nói các bạn đầu tư về lâu dài các bạn đầu tư cho tương lai các bạn đừng có nghĩ cái lợi trước mắt đừng có suy nghĩ cái việc là mình phải thắng cho nhiều cho nhanh thì nó dẫn đến cái việc các bạn trở nên uh, tham lam quá mức thì các bạn sẽ rất là stressful vì cái việc mà các bạn mất xe lúc này hay lúc khác như bản thân mình đây khi mình mua một trăm xe nào rồi mình muốn sell kho thì mình chọn cái trái nào mình hài lòng bán ra nó có lên hơn nữa mình sẽ không có tiếc nuối để khỏi nhức đầu đêm dạy lắm mộng mình có thể move on với một cái stock khác Không có stock này thì có stock khác Mình không nhất thiết Phải ôm đầu về một cái stock nào đó Alright nếu như các bạn có gì thắc mắc về Việc các bạn nên sell call hay là không nên sell call thì các bạn có thể comment Trong video Hoặc các bạn có thể send email cho Jason ở địa chỉ jasonvlehotmail com à, Xin hẹn gặp lại những bạn nào ở miền Nam California tuần này vào ngày 26 tháng 3 sắp tới đây Mình sẽ qua đó uh, Chia sẻ kiến thức đầu tư trong thị trường chứng khoán cho các bạn Và À, mình cũng hẹn gặp lại những bạn nào đã đăng ký học ở khu vực thành phố Denver Colorado vào ngày 16 tháng4 sắp tới đây à, hẹn gặp lại các bạn vào thời gian đó Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay Chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại vào video lần sau